Đợi anh với. Gọi tao bằng bố đi rồi được đi tiếp con à. Đồ điên. Tránh xa quậy ra. Mày bỏ ra. Mày giữ mặt của tao. Cố ý gây thương tích có thể bị phạt 3 năm tù đó. Thế bây giờ cho tôi gọi bằng bố được không?